ngày 28 tháng 4, Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ sập dàn điều hòa xuống khu vui chơi trẻ em tại chung cư An Bình trên địa bàn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã cử đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tới hiện trường. Thông tin ban đầu đêm ngày 27 tháng 4, một dàn gồm khoảng 10 cục nóng điều hòa nhiệt độ được gá vào mép phía ngoài chung cư ở vị trí tầng 1 bất ngờ tuột khỏi tường rơi xuống đất. Tại hiện trường, toàn bộ phần giá đỡ và nhiều cục nóng điều hòa bị đổ từ tầng 2 xuống, đè lên các đồ chơi, cầu trượt của trẻ em. Rất may vào thời điểm trên trời mưa nặng hạt và đêm khuya nên sân chơi không có người. Được biết, dàn cục nóng trên là do một đơn vị thuê lại tầng 2 của tòa nhà lắp đặt. Có thể các cục nóng điều hòa quá nặng, trong khi giá đỡ yếu và không chắc chắn nên bị đổ sập. Hiện tại, cơ quan chức năng đã làm việc với ban quản lý tòa nhà, đơn vị chịu trách nhiệm thi công để làm rõ vụ việc.